Thực ra từ nhiều năm trước thì Lazada và các sàn thương mại điện tử đã tiếp tay tiêu thụ hàng giả rất nhiều. Và điển hình nhất là từ năm 2015, 16, 17 thì tôi ngạc nhiên khi cái lượng bạn đọc trả sách của các sách phân lưu mua trên sàn Lazada, họ chuyển về họ nói rằng là sách phân lưu lại xuất bản phát hành những cuốn sách mà kém chất lượng, sai sót, lấy lỗi Morat, Typo rất nhiều. Thì chúng tôi ngạc nhiên, thì đầu tiên tôi cho đổi sách thật lấy sách giả từ Lazada về. Nhưng sau đó thì tới năm 18, 19 thì đỉnh điểm, sự phát hành trên đó một cách vô tội vạ và gần như là không kiểm soát. Có như nhiều cuốn sách nó tăng giá bìa lên từ 20-30-50% và giảm xuống từ 40-70%. Thì bạn đọc mua về và họ phản ánh rất nhiều. Và sau đó chúng tôi vào năm 2019, trước khi chúng tôi viết cái quyết định phải cảnh báo, vì tôi đã làm rất nhiều việc rồi, post trên Facebook, mạng xã hội hay là báo chí, nhưng không hề lay chuyển được Lazada và các sàn thương mại điện tử lúc đó, thì chúng tôi quyết định là lập vi bằng. Đầu tiên tôi lập vi bằng hồi đó là gồm 3 đơn vị lớn, một là Lazada, hai là Shopee và Sendo. Nhưng sau đó thì vào năm 2020, vào tháng 6 năm 2019, chúng tôi tiến hành một cuộc họp báo rất lớn, hàng trăm nhà báo và truyền hình ở tại Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 6 và tháng 7 tại Hà Nội, cùng với nhà sản xuất giáo dục công bố hiện trạng và chỉ đích danh Lazada là đơn vị tiếp tay tiêu thụ sách giả và đánh lừa bạn đọc. Nhưng sau đó thì chúng tôi có gửi cả công văn cảnh báo theo thư bảo đảm và có hồi phát. Nhưng Lazada tới bây giờ các đơn các sản phẩm khác thì có hồi âm và có cử người tới để thiện chí chỉnh sửa và thay đổi các cái chính sách trên các phần cho thuê gian hàng trên Shopee và Sendo. Nhưng Lazada thì tuyệt đối không hề, và ngày một mạnh dạn hơn. Sau khi đó thì chúng tôi không phải đơn vị lúc nào tôi muốn kiện là kiện ngay đâu. Chúng tôi trầm và tôi suy nghĩ rằng lẽ ra vụ kiện Lazada phải tiến hành vào tháng 12 năm 2019. Nhưng khi đó bắt đầu vào đại dịch, chúng tôi dừng lại, và trong đại dịch thì Lazada lại càng là bán hàng. Và chúng tôi nhận ra có một đường dây liên hệ mật thiết giữa các chủ gian hàng trên Lazada và các chủ của hàng trăm fanpage bán sách giả trên mạng xã hội, và liên quan chặt chẽ tới các trùm in lậu ở Hà Nội. Thế là chúng tôi quyết định rằng là thu thập đầy đủ chứng cứ. Chúng tôi lập vi bằng rất nhiều lần, và vào cùng trong tháng 7 2020 này, khi tác phẩm Muôn Ký Nhân Sinh của giáo sư Xuân Vũ, tác phẩm này thì là được mệnh danh là một hiện tượng xuất bản, đã bị 3 nơi Hà Nội in lậu, in sản xuất hàng giả và bán sách giả đầy khắp Hà Nội, các tỉnh thành. Và ngay lập tức chúng tôi đặt hàng trên Lazada thì thấy rằng có 3 phiên bản cùng lúc trên 86 đơn hàng của Lazada đều là sách giả. Chúng tôi nghĩ rằng, tôi viết trên mạng xã hội đó là tức nước vỡ bờ là đúng cảm xúc của tôi nhất. Chúng tôi không cách nào khác cả. Chúng tôi rất nhiều việc, chúng tôi không phải đơn vị về tố tụng, cũng không phải là đơn vị về chức năng. Nhưng tôi buộc phải khởi kiện và thủ tục và nộp đơn trên tòa án quận nhất. Và sau đó chúng tôi sẽ đi những bước mạnh hơn với Lazada. Bởi vì thái độ của họ là bất chấp. Và thứ hai là khi họ đưa ra cái giải thích trên fanpage, trên cái trang của họ một cách cực kỳ là không phù hợp. Và chúng tôi không chấp nhận được cái lời như vậy mà thấy các báo rất vẫn đăng. Tôi nghĩ Lazada vừa rồi đã bỏ một khoản tiền rất lớn cho các đài, các báo để quảng bá, để cho họ. Cho nên rằng cái việc đấu tranh này cũng không phải dễ dàng. Nhưng chúng tôi chấp nhận rằng chúng tôi sẽ đi con đường dài với tất cả những ai đang dung túng, đang cố tình sản xuất sách giả và tiêu thụ sách giả ở Việt Nam. Chúng tôi đấu tranh không chỉ cho phân lưu trí Việt mà cho ngành xuất bản Việt Nam, cho tất cả các tác giả và các đơn vị xuất bản ở Việt Nam. Tình trạng vi phạm pháp luật sản xuất hàng giả của trí Việt phân lưu nói riêng và các đơn vị xuất bản Việt Nam nói chung đã làm tổn thất cho trí Việt, tôi nghĩ đến con số hàng trăm tỷ, và tổn thất cho ngành xuất bản hàng ngàn tỷ, và làm tổn thất ngân sách thuế nhà nước rất nhiều, hàng trăm tỷ. Bởi vì chúng tôi khi ra một cuốn sách, chúng tôi phải trải qua hàng chục khâu biên kiểm duyệt, biên tập và thực hiện hàng trăm chi phí khác nhau. Nhưng sách nhà không hề tốn chi phí gì cả, chỉ là giấy không in, và chúng tôi đã quảng bá, đã giới thiệu mọi thứ rồi. Và chúng tôi có trên 1.000 đầu sách thì có trên 628 đầu sách bị làm giả. Trong đó như Đắc Nhân Tâm, các bạn thấy đấy, hay là
thì bị 19 nơi làm giả. Và rất nhiều sách Hà Tuấn Tâm Hồn thì chúng tôi cứ 19 cuốn sách bán ra thị trường thì tôi bán được một cuốn. Thì chúng tôi không phải là quá nặng về kinh tế, nhưng đó là sự bất công. Vì chúng tôi yêu những đứa cuốn sách chúng tôi như đứa con tinh thần, chúng tôi không thể để cho chúng được xuất hiện một hình hài khác với rất là nhiều lỗi sai. Như cuốn Môn Nhân Sinh này là chúng tôi rất tâm đắc, rất tâm huyết để làm của nó, mà cuốn sách này bị làm giả một cách trắng trợn và đánh lừa bạn đọc. Tôi quan trọng nhất là Lazada không chỉ là đây không phải còn cái bán sách giả, mà là tiếp tay tiêu thụ hàng giả, bởi vì sách cũng là một loại hàng hóa. Một chai nước suối 4.000 khi bị bắt làm giả là tội ảnh hưởng hàng giả, có thể phạt hình sự và chế tài rất cao. Cuốn sách hàng trăm ngàn, đầu tư hàng tỷ đồng thì rất chắc chắn nó phải là tội danh sản xuất và tiêu thụ hàng giả. Ngoài ra, Lazada còn một tội danh nữa, đó là đánh lừa, lừa dối khách hàng. Đó là một cái tội danh mà ở các nước dân chủ, các nước tiến bộ cực kỳ căm phẫn khi một trang thương mại điện tử cố tình đánh lừa bạn đọc và lừa dối khách hàng. Và tiếp theo chúng tôi cũng sẽ có những cái bước đi và tiếp tục để chiến đấu với vụ này. Chứ đây là công việc, dù đó không phải là sứ mệnh chúng tôi, nhưng đã đến lúc chúng tôi làm thì tôi sẽ làm tới tận cùng. Trước khi mà khởi kiện Lazada, chúng tôi đã đi Hà Nội và sẽ gặp những cái cơ quan đầu ngành, các bộ trưởng, tức là Bộ trưởng Nguyễn Anh Tuấn, Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, gặp Cục Quản lý Thị trường, gặp các vị tướng của A03 và Cục Xuất bản. Và nói chung là các cái vậy, và tôi nhận thấy ra một cái tín hiệu mới. Người ta bắt đầu, sau khi chúng tôi kiên trì thì mọi người đã quan tâm hơn. Và các bạn thấy đấy, những ngày vừa qua, các cái truyền thông, báo chí và tất cả các mạng xã hội đã dấy lên một phong trào chưa từng có về sự bức xúc của bạn đọc nói chung và nói riêng, và cả dân Việt Nam nói chung, về Việt Nam mình quá nhiều thứ giả, từ bằng giả, điểm giả, phân bón giả, thuốc giả, bây giờ tới sách giả. Và chúng ta phải lên tiếng, phải ngăn chặn. Và tôi cũng mong muốn lần này tất cả nhà xuất bản Việt Nam đã nhiều lần gửi đến Quốc hội và báo chí đã nhiều lần điện là phải đổi tội danh, không chúng ta dân in lậu, dân không còn in lậu nữa, mà là đột tội sản xuất hàng giả, sách giả, và những nơi bán sách không phải bán sách lậu nữa, mà là tiếp tay tiêu thụ hàng giả để xử lý theo điều luật 192 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được Quốc hội thông qua. Tình cờ Lazada thuộc Alibaba của công ty Reset và của tập đoàn Alibaba có một trị giá trên quốc tế khoảng trên 100 tỷ đô la và của tỷ phú Jack Ma. Chúng tôi không đặt nặng đó là của quốc gia nào. Thực ra nếu mà sai chúng tôi sẽ đấu tranh. Tại vì người Trung Quốc cũng có nhiều người tốt, nhưng có rất nhiều người không tốt. Thì bây giờ ai tới chúng tôi sẽ chiến đấu. Thì không phải đó là bên Trung Quốc. Tôi không phải là đặt vấn đề đó. Và rõ ràng rằng cái việc mà chúng tôi lên tiếng này là chúng tôi không còn cách nào khác cả.